Hello, Tùng xin chào tất cả anh chị quay trở lại với kênh ITP Club Channel ha. Đã lâu lắm rồi mới quay trở lại cái góc làm việc này anh chị ạ. Cũng đã hơn một tuần rồi ha. Và ngày hôm nay cũng là những ngày cuối tuần. Thị trường thì đang có những cái diễn biến tích cực trong những phiên cuối tuần này đúng không anh chị? Gần như là tất cả anh chị thì đều vui. Và trên màn hình thì Tùng đang để một con số đó là 1024. 1024 là con số gì? Con số này thì chúng ta đã nói về nó vào hơn một tháng rưỡi trước, đúng không anh chị? Đấy. Thì đến bây giờ thị trường không biết là 1024 có phải là đáy hay không. Nhưng tạm thời nếu mà xét đến phiên thứ sáu vừa rồi thì tạm thời 1024 đang là đáy, đúng không anh chị? Đấy. Thì chúng ta sẽ phải chờ một cái nhịp test nữa để xem 1024 có phải là đáy không ha. Thì hôm nay mình sẽ phân tích rất kỹ cho anh chị về cái điều này. Liệu rằng cái xác suất 1024 là đáy nó chiếm xác suất bao nhiêu phần trăm. Ok, thì anh chị đang theo dõi thì cho Tùng xin một like, một share ha. Và ngoài ra thì mọi người hãy để lại bình luận, tương tác thả tim vào phần bình luận bên dưới nha. Anh chị cố gắng là mỗi người like một cái và bình luận cái để ủng hộ Tùng cũng như kênh ITP được phát triển hơn, được lan tỏa rộng hơn anh chị ha. Ngoài ra số điện thoại ngay phía trên màn hình anh chị. Số điện thoại và ID tại VPS là 874. Nếu mà anh chị có tài khoản rồi thì hãy chuyển ID. Anh chị chưa có tài khoản thì hãy mở tài khoản ha. Để hy vọng là được đồng hành sớm cùng với anh chị. Ở trên màn hình thì mình có ghi là điều kiện để có sóng ăn Tết. Tức là chúng ta đang có một cái cơ hội để kiếm tiền trong giai đoạn cuối năm này. Vậy thì làm sao chị? Hãy đừng bỏ lỡ cái cơ hội này nhé. Cơ hội này chúng ta đã chờ đợi đến hơn một tháng rưỡi vừa qua rồi. Cho nên hãy đừng bỏ lỡ. Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn về thị trường nha. Đầu tiên thì mình sẽ mở ra cho anh chị một chút về cái thị trường mà chúng ta đã dự báo vào thời điểm hơn một tháng rưỡi trước. Hơn một tháng rưỡi trước thì đã đưa ra cho anh chị một tấm hình ha, một tấm hình của ITP đưa ra. Đây, cái thời điểm mà thị trường vẫn đang còn ở khu vực ở phía trên cao chị, 1220, 1240, 1250. Thì lúc đó anh em đã nói về một cái sự phân kỳ của đồ thị tuần ha, đảo chiều phân kỳ. Và cái cú phân kỳ đó sẽ cho target về đến vùng 1024. Hơn một tháng rưỡi trước, anh chị thấy đúng không? Hơn một tháng rưỡi trước. Cái thời điểm đó là chưa bước vào tháng 10. Hiện giờ là chúng ta đang bước vào những cái ngày đầu tiên của tháng 11. Đấy. Và thời điểm đó thì đã vẽ về 1024. Thì thời điểm đó thì gần như nhà nhà thắng, người người thắng trên thị trường đúng không chị? Mua gì cũng thắng hết. Thừa thắng xông lên. Đó. Thì cái nhịp đó thì trước đó tụi mình cũng đã cảnh báo một cái nhịp điều chỉnh vào cuối tháng 8, một cái cú giảm 100 điểm của thị trường đúng không? Thì nó cũng đã giảm và sau đó bật lên rất mạnh. Sau khi bật lên rất mạnh thì lại tiếp tục một cái cú cảnh báo về 1024. Anh chị thấy liên tục đúng không? Tháng cuối tháng 8 cảnh báo rồi đến cuối tháng 9 cảnh báo một cái cú điều chỉnh sâu hơn cả tháng 8. Và rõ ràng thị trường đến thời điểm này hoàn toàn là không khác gì cái sự cảnh báo này đúng không anh chị? Không khác gì luôn. Thời điểm chuyển thắng thành bại của nhà đầu tư Việt tức là giai đoạn cuối tháng 9 ha, cuối tháng 9. Tức là thời điểm đó ai cũng thắng hết nhưng đã đưa ra một cái cảnh báo cho anh chị đó là có nguy cơ anh chị đang thắng sẽ chuyển thành bại trận. Đấy. Nhà đầu tư đang thắng sẽ có nguy cơ trở thành bại. Và đến thời điểm này thì sao anh chị? Thời điểm này thị trường đang đi đúng cái việc mà chúng ta đã nói từ hơn một tháng rưỡi trước, đúng không? Đã xuất hiện con số 1024. Ok, thì chúng ta sẽ quay trở lại với đồ thị kỹ thuật nha mọi người. Thì về đồ thị kỹ thuật này, cách đây khoảng 3 ngày, tức là rơi vào ngày thứ tư, thị trường rơi về đến 1024 và thấp hơn một chút xíu, đó là 1020. Thì 1020 với 1024 thì sao anh chị? Theo anh chị thì
ITP dự đoán con số 1024 mà thị trường về đến 1020. Vậy thì ITP đang dự đoán đúng hay sai? Anh chị hãy để lại bình luận nha. Đúng hay sai anh chị? Đấy, mọi người hãy cho tôi một câu trả lời ha. Đúng thì anh chị hãy ghi là đúng. Nếu sai vì 1024 chứ không phải 1020 thì anh chị hãy ghi chữ sai ha. Ok, thì cũng giống như cái lần dự báo đáy gần nhất là cũng đâu đó khoảng gần 1 năm trở về trước anh chị. Cái thời điểm mà thị trường rơi rất mạnh vào giai đoạn tháng 10 năm 2022. Và ITP kể từ thời điểm tháng 4 ha, kể từ thời điểm tháng 4, cái lúc thị trường đang ở cái vùng quanh 1.500 đã đưa ra một cái cảnh báo thị trường sẽ về cái con số 878. Anh chị nào mà đã theo dõi ITV lâu rồi thì chắc chắn là mọi người nhớ đúng không? Ở đây thì sẽ có những anh chị mới, nếu anh chị không tin điều này, anh chị hãy có thể lục lại Facebook, anh chị có thể lục lại YouTube thì đều có lưu lại trên cả Facebook và trên YouTube của các anh em trong ITP cũng như là trên kênh YouTube của câu lạc bộ luôn ha, ITP. Đấy. ITP Club Channel anh chị nhé. Đó là một kênh YouTube chính thống của câu lạc bộ. Đấy, thì sau khi đã cảnh báo con số 878 cái thời điểm đó ai cũng chửi. Sau đó thì thị trường đi đi về và dĩ nhiên là trong quá trình rơi thì có những cái nhịp hồi anh chị ha. Nhưng đi đâu thì cũng về là mã thôi. Đấy. Và đúng cái thời điểm tháng 11 năm ngoái, ngày 16 tháng 11, thị trường đã chính thức tạo đáy ở quanh cái con số thấp nhất là 873. Trong khi đó ITP một lần nữa dự đoán sai, đưa ra con số 878. Mà con số 878 này đưa ra từ thời điểm tháng 4 anh chị, mà đến tháng 11 nó mới về, tức là khoảng từ 6 đến 7 7 tháng thị trường mới về đúng khu vực gần con số ITP dự đoán. Đấy. Mọi người thấy ha. Thì anh chị hãy tiếp tục để lại comment chị. 878 và 873 thì vậy thì ITV dự đoán đúng hay sao? Đấy. Thì con số thấp nhất của thời điểm năm ngoái đó là 873 ha. Con số ITV đưa ra là 878. Lần này cũng vậy. À, con số thấp nhất hiện tại chưa biết ở đây có phải đáy hay không. Nhưng hiện tại con số thấp nhất của phiên ngày 1 tháng 11, ngày đầu tháng 11 luôn, cũng là tháng 11 giống năm ngoái, thị trường về sâu nhất là 1020 và con số ITP đưa ra là 1024. Một lần nữa lại có một sự chênh lệch, nhưng một lần nữa cái sự cảnh báo về một cái mức độ giảm khốc liệt của thị trường đã được ITP đưa ra và nó đã đi gần như rất sát so với thực tế. Anh chị thấy không? Từ cái đỉnh cao nhất là 1.255 mà rơi về thấp nhất là 1.020. 1.020 là giảm đến 235 điểm. 1.255 về 1.020 giảm 35 điểm, 235 điểm, anh chị thấy không? Quá khốc liệt, mất mát quá lớn cho nhà đầu tư. Ok, thì chắc chắn ITP sẽ vẫn còn đưa ra những cái khuyến nghị trong giai đoạn tương lai vài năm tới anh chị ha. Và mọi người có thể thấy những cái giai đoạn mà câu lạc bộ đã đưa ra những cái cảnh báo đỉnh và đáy tương đối chính xác. Ví dụ như hai cái lần mà mình vừa nói đó là những cái thời gian gần nhất, những cái cú cảnh báo lớn anh chị ha. Còn những cái cú cảnh báo nhỏ 100 điểm giống như giai đoạn tháng 8 vừa rồi thì cũng đã cảnh báo rồi ha. Chúng ta đang nói đến những cái sự kiện lớn. Đó. Thì có những cái sự kiện lớn nữa, ví dụ như giai đoạn Covid của năm giai đoạn Covid của năm 2020 anh chị. Đấy, trước Tết thì thị trường đang rất mạnh, sau đó thì dự đoán là sau Tết thị trường sẽ giảm. Và đặc biệt là đưa ra một cái dự báo là đáy là 650. Thời điểm đó ai cũng sợ anh chị, nhà nhà sợ, người người sợ. Cash is king. Người ta quy đổi cổ phiếu ra tiền vì tiền mặt là vua, người ta nghĩ như vậy. Nhưng không, ITP đã đưa ra con số dự báo 650 là đáy của thị trường. Sau đó thì thị trường đi lên một cách ngỡ ngàng luôn chị ha. Rồi,
Rồi những cái lần dự báo đỉnh và đáy của giai đoạn tháng 1 năm 2021 ha và tháng 7 năm 2021 thì chúng ta cũng đã nói nhiều rồi. Những cái cú chỉnh đó thì không phải là cú chỉnh quá lớn, chỉ đâu đó khoảng 100 điểm, hơn 100 điểm thôi. Tuy nhiên thì chúng ta vừa liệt kê những cái thời điểm gần nhất trong vòng 3 năm đổ lại đây, những cái cú dự báo đỉnh lớn và đáy lớn ha, tương đối là chính xác của ITP. Đấy. Thì bây giờ một lần nữa con số 1024 nó đã xuất hiện ha, đã xuất hiện. Vậy thì bây giờ Tùng sẽ phân tích cho anh chị là liệu rằng 1024 lúc này đã là đáy hay chưa? Đã chính thức là đáy hay chưa? Đấy. Thì cái lý do tại sao anh chị, tại sao thị trường rơi về đến cái vùng đó và đã bật mạnh. Nếu mà tính ra từ 1020 đi lên con số cao nhất trong phiên thứ sáu vừa rồi là 1082, tức là thị trường đã ngay lập tức hồi phục được 60 điểm. Vậy tại sao con số 1024 này nó lại có một cái tác dụng lớn như vậy, làm cho thị trường chỉ trong vòng 3 phiên mà bật tăng 60 điểm? Đó, thì rõ rõ ràng là con số này nó có một cái tác dụng rất là kỳ lạ đúng không chị? Rất là kỳ lạ. Đấy. Thì mặc dù đụng 1024 thị trường hồi lên mạnh mẽ như vậy, nhưng chúng ta sẽ phải cần thêm cái điều kiện nữa anh chị. Chúng ta sẽ phải cần thêm một cái điều kiện giống như cái quá trình mà 1,5 tháng vừa qua thị trường liên tục có những cái cú chỉnh. Sau đó có những cái cú hồi thì có những giai đoạn hồi hồi không nhiều điểm ha. Có những giai đoạn mà hồi thì cũng tương đối là nhiều điểm, ví dụ như giai đoạn ngày 5 tháng 10. Sau đó thì thị trường hồi cũng đâu đó được khoảng 50 60 điểm gì đó. Đó. Có những giai đoạn thì hồi đủ T cộng nhưng mà cái mức hồi thì yếu hơn. Đó, ví dụ như những cái giai đoạn gần đây. Ngày 20 tháng 10 phụ nữ Việt Nam đúng không? Hoặc là trước đó thì rơi vào khoảng ngày 27 tháng 9 bắt đầu một cái nhịp hồi. Cũng đủ T cộng cho anh chị nhưng mà điểm số thì không quá nhiều đúng không? Thì chúng ta thấy là thị trường kể từ thời điểm bắt đầu rơi đến bây giờ đã có tương đương khoảng 4 nhịp hồi, trong đó thì hai nhịp hồi ngắn đúng không, hai nhịp hồi ngắn ở đây, một này, hai này, và hai nhịp hồi dài đến thời điểm này ha, hai nhịp hồi dài, một đây, hai đây. Vậy thì liệu rằng những cái lần trước kể cả nhịp hồi ngắn và cái nhịp hồi dài thì thị trường đều quay trở lại và thủng hỗ trợ ngắn hạn, sau đó thì phá đáy, thủng đáy và sau đó rơi sâu hơn, tạo cái đáy sâu hơn đúng không chị, đúng không? Kể từ lúc mà bắt đầu thời điểm mà thị trường chính thức xác nhận gãy vào cái thời điểm khoảng tầm giữa tháng 9 đúng không, và đặc biệt là xác nhận sau cái thời điểm đáo hạn phái sinh tháng 9, thì đến bây giờ đã có bốn cái nhịp hồi như vậy và ba nhịp hồi trước, kể cả nhịp hồi ngắn hay nhịp hồi dài thì sau đó đều quay trở lại thủng cái hỗ trợ và phá đáy. Đấy, anh chị thấy đúng không? Thì bây giờ cái nhịp hồi hiện tại nó cũng đang là một nhịp hồi và nó cũng đã đủ T cộng, gần như anh chị nào bắt đáy trong nhịp này thì đều hàng về có lãi, thì tương tự như ba lần trước cũng vậy, hàng về có lãi đúng không? Đấy, lần này cũng giống như ba lần trước anh chị, hàng về đang có lãi. Vậy thì liệu rằng lần này có giống lần trước hay không, thì tục ngữ Việt Nam chúng ta nói là quá tam ba bận anh chị, quá tam ba bận. Chúng ta đã có ba lần hồi và sau đó quay lại thủng đáy. Vậy thì liệu rằng lần này thì sao? Thì về quan điểm cá nhân của mình sẽ phân tích cho anh chị. Thực ra không phải quan điểm anh chị, mà thực ra là mình đang căn cứ vào diễn biến thị trường, căn cứ vào diễn biến đồ thị và đặc biệt là căn cứ vào các lớp cổ phiếu đang vận động trên thị trường để mình nhận định thị trường trong cái nhịp sắp tới, chứ không phải quan điểm cá nhân. Cái này hoàn toàn là một cái phân tích tổng thể từ thị trường cho đến cổ phiếu luôn,
để chúng ta đưa ra những cái nhận định trong giai đoạn tới ha. Thì đây thị trường đã mình xóa bớt cái nhịp này nha. Những cái lần trước thì đều quay lại thủng hỗ trợ và thủng đáy đúng không? Đấy. Đặc biệt là cái nhịp hồi lớn gần nhất ở khu vực quanh 1150 thì nhịp đó thì mình có nói là gãy dưới 1150 là phải bán đúng không? Hoặc là gãy dưới thấp hơn là 1135 là phải bán ngay. Thì sau đó thì thị trường nó rơi rất mạnh đúng không chị? Từ thời điểm đó thì thị trường còn thậm chí còn rơi hơn 100 điểm nữa để tạo ra cái đáy 1020 tạm thời đúng không? Tại vì con số đưa ra của ITP là 1024 cho nên mình sẽ nói đáy là 1024 anh chị nha. Ok. Vậy thì tạm thời 1024 đang là đáy. Hiện tại thị trường đang hồi mạnh. Liệu rằng có đi lên được hình chữ V không anh chị? Cực kỳ khó ha, cực kỳ khó. Tại vì anh chị thấy nè, thị trường giai đoạn này tiền thực sự là chưa tham gia quá nhiều. Những cái cú hồi trong 3 phiên gần đây thì thanh khoản cũng không phải là quá lớn ha, thanh khoản cũng không phải quá lớn. Đấy. Chỉ hơn cái mức trung bình gần đây một chút xíu. Nhưng mà cái mức trung bình gần đây thì anh chị thấy là cả tháng gần đây thì thanh khoản đều thấp, dòng tiền không tham gia nhiều. Cho nên những phiên gần đây thì thanh khoản có cao hơn mức trung bình chút xíu nhưng mà nó cũng không phải là đáng kể. Dòng tiền tăng trong những phiên vừa qua thì chưa thực sự là đủ tin cậy. Thì khi mà dòng tiền chưa đủ tin cậy như vậy á thì chắc chắn là khi hồi lên gặp những cái vùng kháng cự gần nhất sẽ có hiện tượng bán ra. Sẽ có hiện tượng bán ra chị. Nhà đầu tư kẹp hàng ở những giai đoạn phía trên đó thì sẽ cắt lỗ ha. Đặc biệt là gần nhất cái khu vực quanh 1090 cho đến 1100 sẽ là khu vực mà khá là nhiều nhà đầu tư kẹp hàng trong giai đoạn vừa qua. Có thể là thị trường lên đó là họ sẽ cắt lỗ chị. Họ sẽ cắt lỗ. Thì vì vậy cho nên để mà thị trường đi lên theo hình chữ V á thì mình đánh giá là sẽ khó. Thì mình đưa ra một cái ví dụ gần nhất cho anh chị nha. Cái giai đoạn tạo đáy của thị trường gần nhất sau một cái đợt giảm thì nó khá giống với cái giai đoạn năm ngoái ấy, cùng thời kỳ ha, cùng kỳ năm ngoái. Thị trường sau những cái cú giảm thì cũng có những cái cú hồi rồi lại giảm, rồi hồi rồi giảm. Thì cái thời điểm tạo đáy á, thời điểm năm ngoái thì có một cái tích cực hơn đó là tạo ra được cái phiên watch out anh chị. Cái phiên ngày 16 tháng 11 năm ngoái là phiên watch out. Phiên watch out tức là buổi sáng đó thị trường mở gap giảm, sau đó hàng loạt cổ phiếu nằm sàn. Sau đó thì lực cầu nhảy vô rất là ảo ạt và làm cho các cổ phiếu thoát sàn và đồng loạt tăng mạnh vào phiên chiều. Thì cái phiên đó là thời điểm quá đẹp để chúng ta bắt đáy luôn. Phiên watch out lúc nào cũng uy tín đó chị ha. Tuy nhiên thì sau cái phiên watch out đó thì anh chị thấy là cái thời điểm năm ngoái thị trường cũng hồi lên được khoảng 1, 2, 3, 4 phiên. Sau đó thì cũng có những cái cú quay trở lại, thậm chí lấp gáp, ha, thậm chí lấp gáp và test lại những cái hỗ trợ ngắn hạn. Sau khi test thành công thì thị trường mới tiếp tục quay lên, tăng mạnh. Đấy. Cho nên cái việc mà test hỗ trợ này mục tiêu là để tạo ra cái đáy hai ha. Sau khi tạo ra cái đáy hai thành công thì thị trường tiếp tục đi lên và thậm chí cái nhịp đi lên sau đó nó còn tăng mạnh hơn cả cái nhịp hồi đầu tiên của cái đáy một ha. Cho nên lúc này á để mà thị trường đi lên hình chữ V thì mình đánh giá là không cao, tại vì ở phía trên nó sẽ còn nhiều nhiều cái cản. Cho nên cái cần thiết của thị trường là sẽ phải quay về để test đáy chị. Test đáy. Vậy thì ba lần trước thị trường đã sao? Đã quay lại gãy hỗ trợ và thủng luôn. Thủng đáy luôn ha. Thủng đáy luôn. Và tiếp tục có một cái đáy mới. Đó. Thì lúc này chúng ta sẽ không biết là cái đáy mới ở đâu anh chị, nhưng mà mình sẽ vẽ như thế này cho anh chị hình dung ra ha. Cái hỗ trợ lúc này của chúng ta sẽ là 1050. Đấy. Thì có khả năng là trong tuần tới thị trường sẽ tách đáy chị. Đấy. Cái điều kiện mà muốn thị trường đi lên một cách bền vững thì cứ phải test đáy.
phải có đáy 2 cao hơn đáy 1 để tạo ra một cái xu hướng tăng mới ha. Thì nếu mà trong trường hợp thủng hỗ trợ thì chúng ta hãy thận trọng ha. Vẫn có những trường hợp thị trường quay trở lại quanh cái khu vực đáy 1024 sau đó tạo ra một cái mẫu hình hai đáy anh chị, một cái mẫu hình hai đáy sau đó đi lên nhá. Vẫn có trường hợp đó. Đây, vẫn có trường hợp đó ha. Tức là gãy 1050 thì chắc chắn là sẽ bắt đầu lo ngại. Nhưng chúng ta sẽ theo dõi cái sự vận động của thị trường quanh cái đáy 1024. Nếu mà một lần nữa 1024 phát huy tác dụng tốt thì sau đó thị trường sẽ tạo ra mô hình hai đáy và đi lên, và thậm chí lúc đó đi lên sẽ còn đi lên mạnh ha. Thậm chí là vượt qua đám mây này để đi lên 1137 trên đây luôn chị. Nói chung là target sẽ là 1137. Cái kịch bản số 2, kịch bản xấu nhất đó là thủng đáy 1024. Thì nếu mà anh chị nhìn vào RSI lúc này á, thì chúng ta thấy là có khả năng là sẽ tạo ra một cái phân kỳ ha, một cái phân kỳ ở đây. Nếu thủng đáy thì cũng không đáng sợ anh chị. Nếu thủng đáy trong tuần sau, thủng đáy 1024 cũng không đáng sợ. Thủng đáy xong, cái cơ hội tạo phân kỳ là rất cao. Cho nên nếu thủng đáy thì mình dự đoán đâu đó khoảng về cái vùng 980 cho đến 1000 thôi. Sau đó thì sao? Thị trường cũng sẽ phải có một cái đà đi lên tiếp. Tức là kịch bản nó cũng sẽ là đi lên. Đấy, tạo ra cái phân kỳ rồi đi lên. Ha. Thì cái kịch bản này là nó sẽ làm sao? Nó sẽ xấu, nó sẽ tiêu cực. Nó sẽ làm cho nhiều nhà đầu tư cắt lỗ tại vì thị trường thủng đáy tiếp tục. Nhà đầu tư trên thị trường không biết về phân tích kỹ thuật thì khi họ thấy thủng đáy họ sẽ phải cắt lỗ. Sau khi cắt lỗ xong thì có khả năng tạo đáy phân kỳ để đi lên. Lúc này thị trường chúng ta chưa có phân kỳ ha. Có một số cổ phiếu có phân kỳ chị, nhưng mà về chỉ số chung VN Index thì chưa có phân kỳ. Cho nên nếu trường hợp xấu nhất như vậy, thủng đáy 1024 thì sau đó cũng tạo phân kỳ và đi lên. À, đi lên thì cũng đi lên ít nhất là 1100. Cho nên chị cũng yên tâm về cái kịch bản này. Nó cũng sẽ đi lên. Cái kịch bản số 3, đó là chỉ test về 1050 thôi, sau đó đi lên luôn. Và dĩ nhiên đi lên thì cũng sẽ đi lên cái vùng 1137 trên đây anh chị, con dấu găm trên đây. Tức là hai cái kịch bản mà ở phía trên này giữ được 1050 sau đó đi lên, hoặc là thủng 1050 nhưng mà về giữ được 1024 sau đó đi lên, thì đều cho cái target là 1137, 1142 ha. Cái vùng dao găm trên đây, mây trên đây. Cái kịch bản xấu nhất đó là thủng đáy thì sau đó cũng sẽ cho một cái kịch bản đi lên, ít nhất là 1100. Nếu mạnh hơn thì cũng sẽ đi lên cái vùng trên này 1137, 1142. Đó. Tức là anh chị thấy ba cái kịch bản mà mình để ở đây thì nó đều cho những cái xu hướng tăng sau đó. Cho nên về mặt ngắn hạn của thị trường á, thì mình đánh giá là thị trường sẽ không quá xấu nữa anh chị, sẽ không quá xấu nữa. Hai cái trường hợp phía trên thì tích cực nhất sẽ là trong tuần sau giữ được 1050. Tiêu cực hơn một chút đó là test lại cái đáy 1024. Còn nếu tiêu cực nhất đó là thủng đáy, nhưng mà sau đó thì khả năng thị trường đều có những cái kịch bản tích cực sau những cái cú điều chỉnh đó. Kể cả tiêu cực, cái nhịp chỉnh sắp tới tiêu cực hay là tích cực, thì cái nhịp sau đó thị trường tạo đáy thì đều đi lên mạnh ha. Đều đi lên mạnh gì nhá. Thì tại sao mình lại nói cái điều đó, thì đã nhắc mọi người nhiều rồi. Bắt đầu từ cái tuần mà đáo hạn phái sinh, tức là tuần tới là chúng ta sẽ bỏ. Sau đó thì đến cái tuần tiếp theo, khách sạn Ichimoku sẽ mở ra trùng với cái tuần đáo hạn phái sinh. Thì cái tuần đó có khả năng thị trường sẽ bắt đầu đi lên. Và đặc biệt càng sau cái tuần đó thì thị trường sẽ đi lên mạnh ha. Cho nên những cái kịch bản mà chúng ta vẽ ra ở đây á, thì nó sẽ đều tích cực sau đó. Ít trễ nhất là sau đó hạn phái sinh thị trường sẽ tích cực, sẽ tạo đáy đi lên. Cho nên dù nó đi theo cái kịch bản nào, một số 1
Kịch bản số 1 là giữ được 1050, kịch bản số 2 là thủng 1050 nhưng giữ được 1024. Kịch bản số 3 là thủng 1024 nhưng mà rơi về bên dưới này. Thì dù theo kịch bản nào 1 2 3 thì sau khi tạo đáy thì thị trường nó cũng sẽ có những cái cơ hội đi lên rất là mạnh ha. Đấy. Thì đây là mình vẽ cho anh chị là một cái view tương đối ngắn từ giờ đến cuối năm thôi. Thì anh chị thấy rõ ràng là cái view từ giờ đến cuối năm thì đi theo kịch bản nào sau đó thị trường đi lên mạnh. Cho nên cái thời điểm mà chúng ta ra đòn là gì anh chị? Ra đòn là cái thời điểm sắp tới. Đặc biệt nếu trong tuần tới mà nếu mà mình đánh giá được thị trường mạnh đi theo kịch bản nào thì mình sẽ báo anh chị tham gia mạnh theo cái kịch bản đó luôn. Đấy. Tức là ví dụ thị trường đi theo kịch bản 1 giữ được 1050 thì có thể ngay trong tuần tới chúng ta sẽ phải tổng tấn công anh chị. Mua mặt ở quanh khu vực này 1050, 1060 gì đó. Nếu chúng ta thấy thị trường trong thời điểm đó kép lực bán không mạnh ha, thì chúng ta sẽ tổng tấn công ở đó. Trường hợp thứ hai dĩ nhiên là nếu thủng 1050 và chúng ta thấy trụ được ở 1024 chúng ta sẽ mua mạnh đó. Còn trường hợp số 3 thì dĩ nhiên là mua mạnh ở bên dưới này ha. Cho nên nói chung là sắp tới ba trường hợp nào cũng mua mạnh đấy anh chị nha. Cho nên mình nói đến đây là anh chị hãy chuẩn bị sẵn sàng để chúng ta kiếm tiền cuối năm ha. Đây, điều kiện để có sóng ăn Tết, ba cái kịch bản mình đưa ra cho anh chị từ giờ đến cuối năm ha. Từ giờ đến cuối năm. Rồi, vậy thì cái cách hành động của chúng ta là gì? Chúng ta thấy một cái xác suất điều chỉnh cao như thế này thì cách hành động của chúng ta là trong một vài phiên ngắn hạn sắp tới thị trường càng đi lên thì chúng ta làm gì anh chị? Càng nên bán ha. Anh chị nào mà bắt đáy ở quanh khu vực 1024 rồi, thành công rồi thì hàng T cộng về đa số có lãi rồi, thậm chí có một số cổ phiếu đã có lãi 20% rồi anh chị. Có một số cổ phiếu thì trung bình đang có mức lãi là từ 10 đến 15%, nhưng có một số cổ phiếu nổi trội đã đạt được 20%, đúng không? Trong vòng có 3 phiên à. Cho nên hàng về anh chị có lãi rồi anh chị cứ chốt, đặc biệt là nếu phiên ngày thứ hai ha. Thị trường mà đi lên được quanh cái khu vực 1090, thậm chí mà nó cố tăng rướn lên 1100, đó lại là càng thời điểm anh chị càng phải nên bán. Thì bán hết hay không thì tùy anh chị, nhưng mà mình nghĩ là nên bán ít nhất 50%. Thì mặc dù cái lúc này chúng ta đang thấy cái cửa thị trường tạo đáy rất là cao, nhưng chúng ta là những nhà đầu tư trên thị trường, chúng ta phải tuân thủ kỷ luật anh chị. Tại sao những lần trước mình cũng nói là bắt đáy T cộng thành công, anh chị chốt lời đi? Là tại vì vậy, tại vì chúng ta đâu biết là nó quay lại và nó giữ được cái hỗ trợ hay không, hay là nó giữ được đáy hay không. Thì những cái lần trước nó đều quay lại, sau một cái nhịp hồi T cộng thì đều quay lại thủng hỗ trợ, sau đó thì thủng đáy, đúng không? Và tạo ra những cái đáy mới. Cho nên vì vậy mà chúng ta cứ đặt cái sự kỳ vọng của bản thân vào thị trường á, đôi khi nó sẽ sai anh chị. Đôi khi nó sẽ sai. Mình biết một số chuyên gia trên thị trường vừa rồi, có một số chuyên gia vẫn bắt đáy đúng, giống như ITP vẫn bắt đáy đúng. Nhưng sau đó một cái sự kỳ vọng lớn ha. Cho nên không chốt lại, có lại bắt đúng, có lại nhưng không chốt lại. Không chốt lại thì sau đó là gì anh chị? Thủng đáy thì lại cắt lỗ thôi. Thậm chí có một số chuyên gia còn hô hào khách hàng là cứ bắt đáy xong rồi giữ, xong rồi thủng đáy thì cắt lỗ, cắt lỗ xong rồi vài phiên sau lại mua lại, xong rồi lại cắt lỗ. Hình như làm 3-4 vòng vừa rồi, cứ mua xong có lại không bán lại cắt lỗ anh chị, làm mấy vòng luôn. Một số chuyên gia mình thấy anh chị khách hàng có gửi cho mình đọc á. Tại vì anh chị thì thường hay có thói quen là lang thang rất nhiều room đó. Thì anh chị có gửi cho mình đọc thì mình thấy cái điều đó thì lý do chính là tại vì họ chưa phát vị được thị trường anh chị. Họ chưa phát vị được thị trường. Thị trường muốn đi lên thì phải có đáy hai. Cho nên cứ khi nào có đáy hai thì chúng ta mua trở lại. Còn cái nhịp T cộng này chúng ta cứ chốt lời, có lời thì chốt. Ha, có lời thì chốt. Đừng có gồng gồng rồi đến khi mặc dù chúng ta đang tự tin là ba cái kịch bản sắp tới thị trường sẽ tạo đáy, nhưng lỡ mà thị trường nó thủng đáy thì sao?
thì có phải tự nhiên cái khoản lợi nhuận của anh chị đang có từ 10 đến 20% tự nhiên nó mất cái khoản lợi nhuận đó, đáng tiếc không? Đáng tiếc chứ đúng không? Cho nên tốt nhất là chúng ta cứ chốt ha. Anh chị nào mà không muốn chốt hết thì anh chị nên chốt 50%, phần còn lại anh chị nên đặt một cái mốc chặn lại. Nếu vi phạm cái mốc chặn lại thì anh chị cũng nên nên bán hết cái phần còn lại ha. Thì tùy anh chị, tùy vào cái tính quyết đoán của anh chị đến đâu mà chúng ta nên hành động ha, cho tốt. Còn đối với anh chị nào mà đang kẹp hàng ở những vùng trên cao, đặc biệt là cái vùng trên 1.200 mà đến bây giờ anh chị vẫn còn kẹp, thì mình nghĩ là anh chị cũng có thể là hạ tỷ trọng nhưng mà không nên hạ nhiều. Ở những cái vùng này nó là quá thấp rồi anh chị. Nếu mà chúng ta so từ 1.200 đi, đừng có nói đến 1.250, chúng ta so 1.200 thôi. 1.200 mà đến bây giờ 1.100 thì tức là đang giảm đến 100 điểm, hơn 100 điểm. Giảm mạnh vậy rồi thì đừng bán hết ở đây ha, đừng bán hết đây, chờ sắp tới nó lên được khu vực 1137, 1140 gì đó, lúc đó anh chị muốn cắt lỗ hết cũng được. Còn vùng này nó đang là vùng thấp, đừng cắt lỗ hết ở đây. Thị trường nó sẽ có những cái cú hồi sắp tới cao hơn cái vùng giá hiện tại ha, cho nên chúng ta sẽ hạ tỷ trọng một phần thôi. Và mình nghĩ là anh chị không nên hạ quá nhiều. Nếu anh chị có ý định hạ tỷ trọng thì anh chị nên hạ khoảng 30% đến tối đa 50% thôi. Nhưng mà mình nghĩ con số 30% là hợp lý anh chị, tại vì thị trường nó từ 1.200 nó giảm về đến đây quá nhiều điểm rồi. Còn nếu mà so với cái đỉnh 1.250 thì lại quá nhiều điểm luôn ha. Cho nên những cái vùng này khi mà thị trường đang hồi một cái nhịp hồi T cộng này, chúng ta hạ hàng, chúng ta hạ 30% thôi ha. Anh chị nào quyết đoán hơn thì có thể hạ 50%, sau đó thì sao, anh chị chờ cái đáy hai anh chị mua lại đủ ha, mua lại đủ 30% hàng đã bán trên cao đó, chúng ta chờ thấp hơn chúng ta mua lại, hoặc là 50% gì đó tùy anh chị nhé. Đó thì mình có phân ra rất là rõ hai trường hợp như vậy ha, những người mà mới bắt đáy gần đây hay những người kẹp hàng vậy. Còn những anh chị nào mà đang ôm tiền mặt lúc này, cái nhịp gần nhất không mua được gì, thì dĩ nhiên là chúng ta chờ cái đáy hai, một trong ba kịch bản này để chúng ta mua ha. Vậy thì cái kịch bản mà mình đánh giá là xác suất xảy ra cao nhất lúc này là gì? Là kịch bản số 1. Kịch bản số 1. Kịch bản số 1 này nó chiếm đến 60% xác suất xảy ra. Cái kịch bản số 2 đó là thủng kịch bản số 1 và rơi về 1024, tạo mô hình hai đáy ở đây. Cái kịch bản số 2 này nó chiếm xác suất khoảng 40%, 30% thôi. Đấy. Cái kịch bản số 3 là kịch bản mà có xác suất thấp nhất, đó là thủng đáy để rơi về vùng 1.000. Thì cái kịch bản này xác suất thấp nhất theo mình đánh giá như vậy. Tại vì sao chị? Tại vì ITP đã dự đoán ra con số 1024 từ 1 tháng rưỡi trước. Cho nên bây giờ mà để thủng 1024 thì mình đánh giá không cao. Đánh giá không cao, mình đánh giá là thị trường đáy sẽ là 1024 anh chị ha. Cho nên nếu mà chúng ta nói về đáy là 1024 thì hai cái kịch bản số 1 là cái đáy hai sẽ là quanh 1050, nó sẽ chiếm xác suất cao nhất, tức là tạo ra cái đáy hai cao hơn đáy một. Còn cái kịch bản số 2 là đáy hai nó cũng là quanh 1024 luôn, tức là tạo ra cái mô hình hai đáy ha. Đấy, cái đáy hai bằng đáy một. Còn cái kịch bản thủng đáy thì mình đánh giá cũng có khả năng xảy ra nhưng xác suất không cao vậy á. Một phần là gì? Một phần là vì đối với thế giới, chúng ta đang thấy là thế giới đang hồi phục mạnh mẽ đấy. Dow Jones à, sau khi cái nhịp cũng hồi phục T cộng và quay lại gãy hỗ trợ thủng đáy thì Dow Jones đang hồi phục cũng rất nhanh và mạnh ha. Dĩ nhiên là nó cũng không đi lên được nhiều nữa đâu chị. Đang đi lên 5 phiên liên tiếp thì sắp tới Dow Jones nó cũng phải điều chỉnh để tạo ra cái đáy hai thôi. Đấy, nó cũng phải điều chỉnh thôi. Tạo ra cái đáy hai thôi. Đấy, vừa rồi chúng ta vẽ là có thể Dow Jones về đến 32.000 nhưng mà chỉ về đến 32.300 thì đã quay đầu rồi ha. Thì thế giới nó đang hồi phục tích cực thì vừa đi chúng ta cũng khả năng là sẽ tạo đáy đâu đây đó. Đó, thì tóm lại là mình đánh giá cái kịch bản số 1 là cao nhất gì nhá.
sau đó đến kịch bản số 2 và đến kịch bản số 3 ha. Cho nên sẽ cần quan sát thị trường trong tuần tới. Tuần tới khả năng là tuần mà chúng ta sẽ mua mạnh luôn chị ha. Thị trường đi theo kịch bản nào thì chúng ta sẽ mua theo kịch bản đó. Và xác suất cao nhất thì đang là kịch bản số 1. Test về con 1050 sẽ là thời điểm chúng ta mua. Thì quanh 1090, 1080, 1090 gì đó thì anh chị cứ hạ tỷ trọng giống như mình nói. Rồi chờ cái đáy hai anh chị mua lại ha. Rồi, đó là cái những cái vấn đề liên quan thị trường. Bây giờ thì mình sẽ nói sâu hơn một chút xíu về cái thị trường trong dài hạn. Thì thời điểm này đang là thời điểm đầu tháng 11 ha. Mình cũng nói luôn xu hướng tháng 11 anh chị. Thì nếu mà trong trường hợp thị trường tạo được đáy theo ba kịch bản mình vừa nói thì sau cái thời điểm đến cái tuần đáo hạn phái sinh thì khách sạn của thị trường bắt đầu mở cửa đúng không? Đấy, chị thấy khách sạn bắt đầu mở cửa. Thì khi mà khách sạn mở cửa xong á, có một số anh chị hỏi mình là khách sạn là gì? Khách sạn là một trạng thái đưa giá về, trở về cái vùng cân bằng của Ichimoku chứng phát nha. Anh chị nào muốn hiểu rõ hơn thì có thể đăng ký học một khóa. Thì bắt đầu từ cái tuần sau là vẫn chưa có khách sạn gì nhé. Tuần tới này, tuần sắp tới này, chưa có khách sạn. Nhưng mà cái tuần sau đó, tức là cái tuần mà có ngày đáo hạn phái sinh á, thì tuần đó sẽ là cái tuần mà chúng ta bắt đầu mở cửa khách sạn ra. Cho nên mình đánh giá là thị trường lúc này ổn. Điều chỉnh là mua. Điều chỉnh là mua và bắt đầu cái tuần đáo hạn phái sinh, thị trường sẽ bắt đầu hồi phục dần. Và nó sẽ tăng mạnh, bắt đầu tăng mạnh đi trở đi sau cái tuần đáo hạn phái sinh anh chị ha. Và tăng mạnh nhất thì đi lên cái target của chúng ta. Hồi nãy nói là 1137, 1142. Thì sau khi lên đây có khả năng là sẽ quay trở lại có một cái cú test. Có một cái cú test lại những cái vùng hỗ trợ bên dưới. Quanh khoảng khu vực 1085, 1092 chị. 1085, 1092. Thì sau khi test xong trong giai đoạn có thể là cuối tháng 11, đầu tháng 12 gì đó, thì sau đó thị trường sẽ có những cái cơ hội tiếp tục đi lên ha. Lúc đó thì có thể là sẽ bám mây đi lên anh chị. Đây là kịch bản mình vẽ nha. Đấy, có thể là nó sẽ test về trở lại cái khu vực mây dưới này. Sau đó thì thị trường sẽ bám mây đi lên. Thì sau đó thì tùy cái sức mạnh của thị trường, có thể là nó sẽ một lần đi lên nữa quanh 1137 thôi. Nếu mạnh hơn thì nó sẽ đi lên 1170. Mạnh hơn nữa thì có thể đi lên 1200. Vào những cái tháng cuối năm, có thể là tháng 12 và tháng 1 dương lịch anh chị. Đấy. Đó là những cái kịch bản của thị trường mình đang vẽ như thế này nha. Ha, một cái xu hướng hồi phục trong giai đoạn cuối tháng 11, sau đó có thể là đầu tháng 12 có những cú test lại vùng 1085, 1092 hoặc là thậm chí là test lại 1100 thôi. Sau đó thì nó sẽ tiếp tục đi lên. Đấy, đây là cái tích cực nhất của thị trường. Thì dự kiến anh chị, nếu mà thị trường đi theo cái hướng đó thì sẽ rất là tốt luôn, sẽ rất là tốt. Còn nếu mà trường hợp xấu nhất á, trường hợp xấu nhất thì mình nghĩ là từ giờ cho đến khoảng tầm 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, khoảng tầm 3 tháng nữa. 3 tháng nữa anh chị, lúc đó thị trường nó mới xấu. Nếu mà trường hợp xấu nhất thì phải đến 3 tháng nữa thị trường mới xấu, có nguy cơ xấu trở lại. Tức là mình có phân tích với anh chị là cái vấn đề liên quan đến tiền tệ của chúng ta đúng không? Ở Mỹ thì họ vẫn đang tiếp tục là thắt chặt tiền tệ. Chúng ta là vẫn đang nới lỏng tiền tệ từ đầu năm đến giờ. Cho nên cái việc mà đối nghịch trong cái thực thi chính sách tiền tệ á, thì đã ảnh hưởng đến tỷ giá rất là lớn. Và đó là một trong những nguyên nhân làm cho thị trường rơi mạnh từ 1250, từ giai đoạn cuối tháng 9, giữa tháng 9 đúng không? Mà rơi về đến bây giờ. Một trong những nguyên nhân anh chị ha. Dĩ nhiên còn nhiều
nguyên nhân cấu thành nên cái việc rơi đó. Nhưng một trong những nguyên nhân mà chúng ta thấy đó là áp lực lên tỷ giá. Thì rõ ràng là khi mà áp lực lớn như vậy trong một thời gian dài thì chúng ta sẽ không chống đỡ nổi gì. Có thể là chúng ta đang áp dụng một số biện pháp, ví dụ như giai đoạn vừa rồi thì hút tiền tiền đồng về thông qua cân tín phiếu. Nhưng mà những cái việc đó chỉ là đối sách trong ngắn hạn thôi. Về vĩ mô, nếu mà dài hạn mà nền kinh tế chúng ta không tiếp tục tăng trưởng được, rồi những cái khác, ví dụ như tăng trưởng tín dụng cũng cũng đình trệ, rồi tỷ giá không kiểm soát được, thì có thể là sẽ phải áp dụng những cái biện pháp mạnh hơn. Có thể là sẽ phải quay trở lại cái việc thắt chặt tiền tệ giống như Mỹ ha. Thì mình dự kiến là nếu thắt chặt tiền tệ thì cũng sẽ phải đâu đó giai đoạn đầu năm sau 2024 mới có thể quay trở lại cái chính sách thắt chặt tiền tệ. Tức là dự kiến là đâu đó khoảng tầm tháng 2 anh chị. Thì bây giờ đang tháng 11 mà đến tháng 10, tháng 11 nè. Tháng 12 nè. Tháng 1 nè. Có phải 3 tháng không? Thì nếu mà chúng ta nói hồi nãy là từ 10, 12 cho đến 14 tuần thì nó sẽ rơi vào đâu đó tầm đầu tháng 2. Thì có thể lúc đó thị trường sẽ gặp nguy hiểm. Sẽ gặp nguy hiểm anh chị. Cái này là nói hơi dài một chút nhé. Dĩ nhiên là chúng ta giai đoạn này chúng ta đang có cơ hội tham gia ngắn hạn, chỉ cứ tham gia. Mình đang phân tích hơi dài một chút xíu. Thì khi đó thị trường sẽ sao? Sẽ có thể là nếu theo những cái kịch bản tốt nhất đó, thì khi mà nó đi lên quanh cái vùng trên này nó lại gặp cái kháng cự nữa anh chị. Sau một cái nhịp chỉnh đi lên lại 1137 gặp kháng cự mà không vượt qua được thì có thể là sẽ xuyên qua cái mây này để đâm đầu xuống ha. Cái trường hợp thứ hai đó là nếu mà mạnh hơn bò lên 1200 thì sau đó chúng ta cũng thấy là có một cái giai đoạn mây cực kỳ mỏng ở đây, thì có thể là chúng ta cũng sẽ đâm xuống cái khu vực mây mỏng. Thì cái thời điểm này nó trùng vào cái khoảng cái giai đoạn tháng 2 vậy. Nó trùng vào cái giai đoạn tháng 2 đấy. Nếu mà thị trường yếu hơn thì có thể là nó thuộc vào cái giai đoạn khoảng tầm cuối tháng 1 đấy. Thì những giai đoạn đó sẽ là giai đoạn mà chúng ta thận trọng đối với thị trường ha. Thì lúc đó thì mình sẽ cập nhật lại cho anh chị sau. Nhưng mà chúng ta đang có những cái kịch bản đó và dự kiến thị trường nó sẽ xấu trở lại vào giai đoạn khoảng tầm tháng 2 ha, tháng 2 tháng 3 gì đó. Còn bây giờ cơ hội của chúng ta đang khá là sáng sủa. Cho nên chị có thể là tạm thời yên tâm để chúng ta tham gia vào thị trường ha. Anh chị có thể tạm thời yên tâm. Và một cái kịch bản nữa thì mình cũng đang đánh giá một cái kịch bản có thể nó sẽ diễn ra như thế này. Có thể là thị trường chúng ta sẽ không có sau cái tháng 2 mặc dù là xấu nhưng mà sẽ không rơi mạnh chị. Sau đó thì sẽ theo một cái xu hướng tích lũy ở một cái giai đoạn dài ha, một cái giai đoạn dài. Có thể là tích lũy theo mô hình tam giác chẳng hạn. Kiểu này anh chị, kiểu này. Sau đó thì giai đoạn cuối năm 2024 chúng ta sẽ rút out. Đấy. Đây là một cái kịch bản khá là dài hơi ha. Thì mình sẽ cập nhật lại cho anh chị sau. Cập nhật lại sau. Hoặc là mình sẽ làm một cái video khác để chúng ta ghi nhớ những cái mốc sự kiện này sau ha. Trước mắt là chúng ta cứ nói về cái ngắn hạn trước, một cái cơ hội của giai đoạn cuối năm này. Sau đó thì thị trường mình đang thấy là có khả năng thị trường nó sẽ đi theo một cái mẫu hình tích lũy dài hạn này. Mình thì không có kỳ vọng là giai đoạn năm 2024 xấu và tiếp tục thủng thủng những cái vùng đáy hiện tại để rơi về sâu hơn đâu chị. Mình không có kỳ vọng thị trường xấu đi đâu. Thị trường phải đi lên thì chúng ta mới kiếm mất tiền, mới ngon. Thị trường càng rơi thì chẳng ai kiếm mất tiền cả ha. Đấy, nhưng mà trước mắt thì đó là những cái kịch bản mà chúng ta có thể đánh giá. Thì mọi người có thể nhìn thấy giai đoạn năm ngoái và sau những cái cú rơi
thì cũng có một cái nhịp đi lên về đến khách sạn, sau đó điều chỉnh ha. Điều chỉnh xong thì đi lên mạnh hơn, vượt đỉnh. Sau đó thì có những cái giai đoạn tích lũy để bước vào một con sóng lớn sau sau đó ha. Thì bây giờ vậy, hiện tại khách sạn của khung đô thị tuần khi mà mở cửa ra thì nó sẽ hút giá về 1.137. Đấy, thì dự kiến là lên 1.137 xong sau đó sẽ test lại khoảng khu vực 1.085, 1.092 gì đó. Sau đó sẽ tiếp tục xu hướng đi lên ha. Đi lên thì có thể là đi lên quanh 1.170, cái đáy cũ của mô hình hai đỉnh, hoặc là mạnh hơn thì đi lên 1.205. Nói chung là những cái lúc đó thì sẽ cập nhật lại cho anh chị sau, nhưng mà dự kiến trong vòng 3 tháng tới thị trường nó sẽ đi theo cái xu hướng này. Đấy. Dự kiến trong vòng 3 tháng tới. Đấy. Thì đó là những cái lý do mà tại sao mình lại nói là trong giai đoạn tới cơ hội của chúng ta là lớn ha. Có nhiều anh chị đang sợ, có một số chuyên gia thì vẫn nói là về 900, 800, nhưng mà mình đánh giá không cao cái việc thị trường sẽ rơi. Nếu mà rơi á, thì trước mắt nó cũng sẽ phải có một cái nhịp hồi đủ tốt. Thậm chí là hồi lên đến 1.137 sau đó rơi sau anh chị. Đây này, mình nói thêm cái kịch bản mà rơi luôn á, là nó sẽ theo kịch bản này. Tức là hồi trước, một cái nhịp hồi trước sau đó đến giai đoạn cuối năm gì đó nó quay lại test lại cái hỗ trợ 1.085, 1.092 mà test không thành công, sau đó nó mới rụng tiếp theo cái mũi tên màu trắng này. Nhưng mà mình đánh giá cái cửa rụng tiếp như thế này không cao gì, không cao. Mình đánh giá là sau cái nhịp chỉnh đó thì hỗ trợ nó sẽ mạnh lắm, đặc biệt là vùng mây này nó sẽ phát huy tác dụng tiếp. À, sau đó thì thị trường sẽ bám bám mây rồi đi lên như thế này. Đấy, anh chị thấy Ichimoku hấp dẫn không? Cực kỳ hấp dẫn luôn chị. Đấy, trên thị trường mình chưa thấy đội nhóm nào mà cứ đoán đỉnh và đoán đáy nó ghê gớm vậy anh chị. Cho nên mình rất là tin tưởng vào cái công cụ của team mình đang sử dụng. Anh chị cũng có thể tin tưởng. ITV thì vẫn luôn mở định kỳ các cái lớp học về sử dụng công cụ Ichimoku chỉnh phát. Anh chị nào muốn học thì cứ đăng ký ha. Ok, thì đó là những cái kịch bản của thị trường ha. Cái kịch bản xấu nhất để tiếp tục rơi về những cái vùng sâu hơn, ví dụ như 900 hay là 800 như một số chuyên gia đang nói, thì nó sẽ xảy ra sớm nhất đâu đó là phải về giai đoạn giữa cho đến cuối tháng 12. Nếu xấu nha, nếu cái kịch bản xấu đó nó xảy ra thì nó cũng phải diễn ra giai đoạn đó sau đó. Và đặc biệt là nó sẽ diễn ra vào giai đoạn giữa cho đến cuối tháng 12 với một điều kiện là nó phải thủng cái mốc 1060, cái nhịp đó thì nó mới xác nhận là tiếp tục rơi mạnh. Còn bây giờ từ giờ cho đến tháng 12 thì mình đánh giá là thị trường sẽ tốt cho anh chị có thể là tự tin tham gia vào thị trường. Mọi người cứ yên tâm tham gia ha, mọi người cứ yên tâm tham gia. Tuần tới thị trường test đáy xong là anh chị cứ mạnh dạn tham gia. Cái vấn đề của chúng ta lúc này là chưa biết là thị trường nó sẽ đi theo kịch bản nào, một hay là hai hay là ba. Đôi khi anh chị mua mạnh là một thì nó rơi rụng thêm về hai thì anh chị sẽ mua hơi hớ một chút ở trên cao đó, hoặc là đôi khi anh chị mua một mà nó rơi về đến kịch bản ba thì lại hớ thêm một khúc nữa. Cho nên cái cách của anh chị, nếu mà anh chị nào mà không có thời gian nghe livestream của mình á, hoặc là anh chị chưa ở trong room VIP, thì cách của anh chị là anh chị cứ chia ra mua ha. Ví dụ quanh 1050 anh chị mua 20 30% gì đó. Nếu trường hợp xấu hơn rơi về cái kịch bản số 2 thì anh chị mua thêm 20 30%. Kịch bản xấu nhất mà nó thủng đáy rơi về tạo phân kỳ thì anh chị mua thêm ở bên dưới này nữa không sao ha. Giá trung bình thì nó sẽ kéo lên là đâu đó khoảng quanh 1024, 1030 thôi. Mà với cái giá trung bình này thì như cái kịch bản mà mình phân tích, sau đó thì thị trường nó cũng sẽ đi lên ít nhất là 1.100 đúng không?
thì cái giá trung bình là quanh 1024, 1030 thì chắc chắn anh chị sẽ có lãi thôi. Đấy, thì đó là cái cách mà anh chị phân bổ vốn cho cái nhịp bán trái sắp tới. Còn nếu mà anh chị nào mà đã trong room mình rồi, trong room VIP mình, hoặc là anh chị theo dõi được livestream, hoặc là anh chị theo dõi được video của mình hàng ngày, thì chắc chắn mình sẽ cập nhật kỹ hơn, chi tiết hơn cái thời điểm anh chị bắt đáy ha. Ok, phân tích thị trường quá kỹ luôn rồi anh chị. Giờ không biết là mọi người có nắm được hết cái ý của mình nói không ha. Nhưng mà chúng ta thấy rõ là ngắn hạn chúng ta đang có cơ hội cho đến ít nhất tháng 12, và đặc biệt là khách sạn này nó sẽ mở cửa trong vòng 1, 2, 3, 3 tuần, ít nhất 3 tuần chị. Sau 3 tuần đó thì khách sạn nghỉ ngơi. Khách sạn nghỉ ngơi khoảng 2 tuần, sau đó thì đến tuần thứ 6, thứ 7 lại tiếp tục mở cửa nữa. Tức là khách sạn này nó sẽ mở cửa ít nhất là 1 tháng rưỡi. Cái lực hút của thị trường nó sẽ kéo dài ít nhất 1 tháng rưỡi, thì nó cũng đến giai đoạn cuối tháng 12 đúng không? Giữa tháng 11, sau đó hạn phái sinh. Là hết tháng 11 là 2 tuần, rồi đến tháng 12 là 4 tuần nữa. Nói chung là thị trường chúng ta sẽ có cơ hội đi lên cho đến tháng 12, ít nhất là đi lên đến giữa tháng 12. Đấy. Cho nên đó là một trong những cái cơ hội mà chúng ta tham gia. Anh chị đừng quá lo sợ ha. Đừng quá lo sợ. Ok. Phân tích thị trường xong rồi ha. Thì những cái nhóm mà chúng ta cần chú ý để tham gia trong cái nhịp tới, thì anh chị thấy rõ là cái nhịp vừa rồi thị trường hồi, đặc biệt là cái phiên mà tăng 35 điểm thì gần như là lan tỏa trên toàn thị trường đúng không? Cái nhóm nào nó cũng lan tỏa hết, nhóm nào cũng tăng trần hết. Nhưng mà cái nhóm mạnh nhất thì vẫn anh chị thấy là nhóm chứng khoán. Cái nhóm mạnh số 2 ấy, là nó cũng tăng trong cái phiên đó, và kể cả phiên thứ 6 vừa rồi nó cũng tăng tiếp, đó là nhóm đầu tư công. Cái nhóm thứ ba đó là nhóm khu công nghiệp. Tại vì cái nhóm khu công nghiệp á, thì cái độ tăng bốc nó cũng không không nhiều, nhưng mà anh chị thấy một số các cổ phiếu đại diện của khu công nghiệp nó đều đang giữ được trên hỗ trợ, nó giữ được cái hỗ trợ của khung đồ thị tuần, cho nên nó mạnh ha. Còn nhóm bất động sản thì vừa rồi cũng hồi phục tốt, nhưng mà cái nhóm này thì nó là gãy hỗ trợ rồi, cho nên để mà nó quay trở lại vượt qua hỗ trợ còn mất rất nhiều thời gian. Mình không nói là nó không đi lên được nha, nó sẽ đi lên được. Nếu thị trường tạo đáy thành công và đi lên thì cái nhóm này cũng sẽ đi lên được, nhưng mất thời gian. Ví dụ DG này, đất xanh đấy, nó đều gãy hỗ trợ hết rồi, để đi lên nó cực kỳ mất thời gian chứ. Cho nên những cái nhóm này anh chị chưa cần mua vội, có thể là chúng ta sẽ chờ để mua cao hơn, nhưng mà đến thời điểm mua cổ phiếu nó sẽ chạy luôn chị, nó sẽ chạy bốc đầu luôn, trong thời gian ngắn nó chạy 30-50% đó. Còn bây giờ anh chị mà vào mua đôi khi anh chị sẽ phải mất thời gian chờ rất lâu đấy, tại vì nó lấy lại được cái kháng cự thì nó sẽ mất thời gian ha. Cho nên lúc này chúng ta ưu tiên những cái cổ phiếu mà chưa gãy hỗ trợ, đặc biệt là chứng khoán này, đầu tư công này, khu nghiệp, ba cái nhóm chính đó. Ngoài ra những cái nhóm khác ví dụ như ngân hàng, anh chị nào có NAV lớn anh chị muốn tham gia, anh chị có thể inbox Tùng, Tùng sẽ tìm những cái cổ phiếu ngân hàng có khả năng tăng giá tốt nhất cho anh chị. Ngân hàng thì so với những cái nhóm kia chắc chắn là nó sẽ không có mức độ tăng giá mạnh như vậy, nhưng mà được một cái là anh chị có thể tham gia đối với NAV rất là lớn ha, anh chị vào cổ phiếu ngân hàng thì thoải mái. Ngoài ra sử dụng margin thì cũng đem lại một cái mức lợi nhuận tốt đấy, ngân hàng cũng ok. Còn không thì sẽ có một số nhóm cổ phiếu lẻ khác, ví dụ như một số cổ phiếu của nhóm dệt may hoặc là nhóm thực phẩm chẳng hạn, thì mình sẽ tìm những cái cổ phiếu đó để báo anh chị tham gia sau. Còn thời điểm này nếu mà anh chị chưa biết tham gia cổ phiếu nào thì cứ ưu tiên ba cái nhóm mà mình nói ha. Rồi, ID tại VPS của Tùng là 874 cả nhà ha, 874. Mình sau cái sự phân tích nãy giờ thì chắc là anh chị cũng hiểu tại sao mình rất là tin tưởng về cái việc thị trường sẽ tạo đáy ở 1024 ha. Dĩ nhiên cái kịch bản ba kia có thể xảy ra,
À, tại vì trên thị trường thì thị trường luôn luôn đúng những cái nhận định của chúng ta. Đôi khi sẽ không đúng, đôi khi thị trường sẽ chọn xác suất thấp để đi ha. Xác suất thấp để đi. Nhưng mà những cái vấn đề đó không có vấn đề gì hết, tại vì mình đã phân tích cái cách mua cho anh chị rồi. Cho nên không cần phải lo. Đấy. Thị trường đi theo kịch bản nào chúng ta cũng sẽ có cơ hội mua để kiếm tiền ăn Tết hết cả nhà nhé. Ok, cho nên cả nhà cứ yên tâm ha. Ok, thì nếu mà anh chị chưa có một người đồng hành đáng tin cậy, hãy liên lạc với mình theo số điện thoại ngay trên màn hình. Hy vọng là kết nối sớm với anh chị để chúng ta có một cái cơ hội kiếm tiền trong giai đoạn sắp tới ha. Đấy, những cái nhịp bắt đáy này là những cái nhịp rất tốt để chúng ta gia tăng tài sản nhanh trong thời gian ngắn vậy. Giống như tháng 11 năm ngoái đó. Tháng 11 năm 2022 ha. À, thị trường tạo đáy ở 878, sau đó thì đã đi lên rất nhanh và mạnh, và anh chị thấy là đến từ tháng 11, giữa tháng 11 tạo đáy mà đến đầu tháng 12 chỉ khoảng 3 tuần thôi. Thị trường đi từ 878 mà đi lên đến 1.100 luôn. Đúng không? Đó. Là coi như là thị trường chỉ 3 tuần mà tăng đến 120 điểm. Đó, đem lại lợi nhuận rất lớn cho nhà đầu tư. Thì cái nhịp này mình nghĩ là ít nhất là cũng sẽ tăng đến tháng 12, đúng không? Giữa tháng 12 hoặc là cuối tháng 12, ít nhất là vậy. Thậm chí mạnh hơn thì nó sẽ tăng qua tháng 1, tăng đến Tết âm lịch luôn, kiểu vậy, giống như năm ngoái. Đấy. Ok, ID là 874 cả nhà nha. Cả nhà nhớ mở tài khoản hoặc là chuyển ID nha, để về đồng hành cùng với Tùng. Anh chị xem thấy hay thì có thể donate ly cà phê. Anh chị nào mà có một cái mốc NAV lớn và không có thời gian bám sát thị trường thì có thể liên lạc với mình. Tại vì ITP có triển khai dịch vụ ủy thác đầu tư đó. Đó là một công sức của cả tập thể, cho nên anh chị cứ yên tâm, ITP làm việc rất là chuyên nghiệp, sẽ giúp cho anh chị gia tăng tài sản tốt ha, và đặc biệt là tránh được những cái rủi ro. Mọi người đang theo dõi thì cho Tùng xin một like, một share nhé. Nhớ bình luận, thả tim vào phần bình luận anh chị ha. Ok, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà vào những cái video tiếp theo. Bye bye cả nhà.